viền lâm tì ni đấng Thế Tôn đạn xanh hoa vô ưu tì đẹp nghe thương thơm người thương thành ca tì là về xoa xeo vui trời bừng sáng người người hân hoan loan tin vui đất đạt đa thái tự ra đời ai sang như lai diệt thắm sân si sáng soi đạo vàng nào mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư chúng con xin lạy người đạo vàng nương từ bi đem đến cho mọi người xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa lòng con sau khi lễ xong thì mong quý tử chúng ta nếu mà những vị nào có trách nhiệm trong mỗi cái tiểu ban thì ta phải kiểm tra lại công việc của mình để ngày mai cho nó được chu đáo và giờ đây thì mong tất cả hai chú xuất gia và tại gia thành tâm cầu nguyện cho buổi lễ ngày mai được thành tựu như ý và đặc biệt là thời tiết được cái nắng ráo dễ dàng năm nay.
Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 26 tháng 4 năm nhập nhân mùa Khánh Đản. Thiền thiền Phật tử chúng con cung đoài Phật thiền thiết lựa trì tụng đại thừa Pháp bảo chúng kinh cập. Lễ mộc dục tâm Phật công đức lượng nguyện tam bảo chứng minh chúng con xin kỳ nguyện. Phật nhật tăng huy Pháp luân thường chuyển phong điều vũ thuận quốc thái dân an căn qua sư sư thay giáo hòa bình chúng sanh an lạc. Đồng thời xin kỳ nguyện chư tôn giáo phẩm hội đồng lượng viện giáo hội Phật giáo Việt Nam trong dịp quốc đòi hải ngồi sau quốc cương Pháp đàn hiện tình nước Việt Nam sau quốc cương quốc nạn đạo trảo yêu chúng con sống thành thầu cơ sở thanh tịnh trang nghiêm hậu tư chung tu học tiên trình các chư tôn thượng Phật nộp chư tôn thượng Bồ Tát tại Tha Lan được thành thầu như hiện nguyện. Và hôm nay chúng con chuyên vì kỳ nguyện cho hiện tiền Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc nghiệp chướng phiền não chướng quả bao chứng tiêu trừ phước huệ trang nghiêm tự giác giác tha giác hành viên mãn. Đồng thời chúng con xin kỳ an gia đình Phật tử Võ Thị Ưng Pháp danh Diệu Hiền 77 tuổi La Thị Hoa Pháp danh Diệu Tâm 77 tuổi Trần Văn Dũng Pháp danh Quảng Huy 58 tuổi Phạm Thị Hiền Pháp danh Quảng Hạnh 56 tuổi Trần Quang Thái 35 tuổi Trần Phạm Văn Tam 33 tuổi Trần Cholidia Pháp danh Quảng Diệu 18 tuổi Trương Hoàng Tuân 35 tuổi Nguyễn Văn Hà 31 tuổi Phạm Văn Hùng 61 tuổi Phạm Thị Ngọc Hải 35 tuổi Phạm Minh Hội Pháp danh Giác Nhàn 32 tuổi Trần Thị Kim Thu Pháp danh Diệu Ngọc 47 tuổi Nguyễn Thị Nguyễn Trung Khang 11 tuổi Thế nguyện chúng con chuyên về kỳ an Phật tử Michael Phong Huỳnh sinh ngày 11 tháng 1 1999 14 tuổi hiện cư ngụ tại ao được rồi Bisia Na Đà. Thế nguyện chúng con chuyên về Phật tử Nguyễn Văn Phương xin kỳ an gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hòa 60 tuổi Nguyễn Mạnh Cường 36 tuổi Nguyễn Mạnh Việt 30 tuổi, Nguyễn Thị Bích, Phương Bích 37 tuổi. Thưa nguyện chúng con xin kỳ an Phật tử Bình Thị, Văn Danh Quảng Hương 53 tuổi, Ngưỡng Văn Hồng, Âm Tăng Bảo Thị Từ Gia Hồ. Chư Phật tử cùng toàn thể gia đình Phật bệnh tiêu trừ thân xương khương thân mạng về bình an. Và hôm nay chúng con chuyên về trai chủ Flora phụng về kỳ siêu Hương Linh Cindy Stephen Đông. Sinh 1993 tại Trung Quốc, mất ngày 11 tháng 12, 2013 tại Vizia Na Đường, dương 20 tuổi, cùng cụ hiền thân tổ nội ngồi chương linh. Thưa nguyện chúng con, chuyên vị Phật tử Đặng Thị Thuy, cùng vị kỳ siêu gợi linh quy chư hương linh hữu danh vô vị, mất năm 1989. Hương linh hậu vị vô danh mất 1993 hương linh hậu danh vô vị mất năm 2000. Thưa nguyện chung con chuyên vị Phật tử Hồng Đình Ly Pháp danh Hoàng Phước Ân phụng vị kỳ siêu chư linh Hồng Đình Lộc sinh 1935 mất 2014 Hương Thảo 80 tuổi hương linh Hồng Thị Anh Điệp Pháp danh Hoàng Phước Thiền sinh 1995 mất 2013 hưởng chương 19 tuổi. Thưa nguyện chúng con chuyên về Phật tử Hồng Thị Văn Pháp Danh Quảng Hạ cũng về kỳ siêu hiệp kỳ chương linh Hồng Thị Thịnh Pháp Danh Quảng Phùng mất 2006 hưởng dương 19 tuổi hương linh Hồng Gia Tiệp mất 2013 hưởng dương 59 tuổi hương linh Bùi Thị gần mất 2013 hưởng thọ 81 tuổi. Thương nguyện chung con chuyên về Phật tử Quảng Tín cùng vị kỳ siêu chứng linh Huỳnh Văn Toàn Pháp Danh Ngộ Tâm Tài mất 2013 hưởng thọ 79 tuổi hương linh Đỗ Thị Liễu mất 2003 hưởng thọ 77 tuổi cùng quyền thất tổ nội ngoại chư hương linh. Thương nguyện chung con chuyên về Phật tử Nguyễn Thị Văn Pháp Danh Giác Tịnh phụng vị kỳ siêu hương linh nguyện Ngộ Phương sinh 1938 tại Việt Nam mất ngày sau tháng 1 2014 hưởng thọ 67 tuổi. Thương nguyện chung con chuyên về
Phạm Thị Pháp Danh Quảng Hạnh cùng về kỳ siêu linh Phạm Văn Lộc Pháp Danh Minh Thành mặt ngày 18 tháng 11 2012 tại Việt Nam mừng thọ 77 tuổi. Linh Trần Văn Giác mặt 1990 hưởng dương 57 tuổi. Thương Mỹ Trung Công chuyên về Phật Tịnh Lộc Đạo Pháp Danh Quảng Thịnh phụng về kỳ siêu hiệp kỳ chương linh Bình Văn Hôn hay Phật Tử Quyên sinh 1905 mặt 1969 hưởng thọ 65 tuổi. Hương Linh Đặng Thị Khanh Pháp Danh Diệu Thanh sinh sinh 1910 mất 1990 hưởng thọ 81 tuổi. Hương Linh Huỳnh Vi Thanh sinh 1908 mất 1986 hưởng thọ 79 tuổi. Hương Linh Thị Nga sinh 1909 mất 1991 hưởng thọ 83 tuổi. Linh Huỳnh Sông Anh Vũ sinh 1974 mất 1977 hưởng thọ hưởng dương 3 tuổi. Hương Linh Huỳnh Ngọc Bảo mất 1978 hưởng dương 1 tuổi. Linh Huỳnh Thị Hương Tử Úc hưởng dương 3 tuổi. Thư Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Huỳnh Nguyễn Thị Thi Hạnh cùng đồng thể gia đình phụng về kỳ siêu trai tuần. Hướng Linh Phật Tử Nguyễn Thị Hoa và đến Tình Diệu sinh ngày 23 tháng chạp 1956 tại Hà Nội Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 2014 tại xứ Rị Vi Si Giang ở đời hưởng thọ 89 tuổi. Thương Nguyện chung con chuyên về Phật Tử Phạm Thai Trinh Thực Pháp Danh Diệu Kim cùng toàn thể gia đình phụng về kỳ siêu Linh Trần Thị Bạch Tuyệt Pháp Danh Diệu Xuân sinh 1938 mất 2014 hưởng thọ 77 tuổi. Thương Nguyện chung con chuyên về Phật Tử xin đề nguyện Phật Tử Diệu Trí phụng về kỳ siêu Linh xin đề nguyện sinh ngày 9 tháng 1 1984 mất ngày 17 tháng 2 2010 tại Richmond, Virginia, là đời hưởng dương 26 tuổi. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Nguyễn Thị Hồng phụng về kỳ siêu linh nguyện văn cơ Pháp Danh. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Nguyễn Đình Phúc cùng toàn thể gia đình phụng về kỳ siêu linh Kevin Nguyễn Pháp Danh Thanh Tịnh Đạo sinh ngày 30 tháng 5 1994 tại Toronto mặt ngày 6 tháng 4 2014 hưởng dương 20 tuổi. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Nguyễn Thị Hồng phụng về kỳ siêu linh Vương Thiện Nuôi sinh 1925 tại Việt Nam mất ngày 15 tháng 4 năm Giáp Ngọ tại Quảng Ninh Việt Nam hưởng thọ 90 tuổi. Thương Nguyện chung con chuyên về Phật Tử Quan Nghiêm phụng về kỳ siêu trang tuần Hương Nguyễn Văn Di sinh 1929 tại Đồng Tháp Việt Nam mất ngày 10 tháng 4 2014 tại Đồng Tháp Việt Nam hưởng thọ 85 tuổi. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Cao Thị Thực Pháp Danh Quảng Diệu Phương phụng về kỳ siêu linh Nguyễn Thị Tâm Pháp Danh Quảng Diệu Đức sinh ngày 23 tháng 12 1985 tại Việt Nam mặt ngày 10 tháng 5 2014 tại VCN ở đời hưởng 58 tuổi. Phương Linh Nguyễn Công Danh sinh ngày 7 tháng 11 1983 mặt ngày 11 tháng 5 2014 hưởng dương 31 tuổi. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Huỳnh Kim Phụng Pháp Danh Hoàng Phương phụng về kỳ siêu linh Nguyễn Thị Tâm sinh 1933 tại Việt Nam tại Vancouver, BC, gia nó đời hưởng thọ 82 tuổi. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Đàm Hữu Phương phụng về kỳ siêu linh Thái Thị Nga sinh ngày 10 tháng 9 1951 tại Việt Nam mất ngày 13 tháng 4 2014 tại BC, gia nó đời hưởng thọ 64 tuổi. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Quảng Xuân cùng toàn thể gia đình phụng về kỳ siêu trai tùng Hương Linh Phật Tử Nguyễn Thị Ngà Pháp Danh Diệu Ngân sinh 1924 tại Việt Nam mất ngày 15 tháng 4 2014 hưởng thọ 91 tuổi. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Đặng Ai Diệp Pháp Danh Quảng Hoa phụng về kỳ siêu Linh Mai Thị Châu mất ngày 3 tháng 4 2006 hưởng thọ 88 tuổi. Thương Nguyện chúng con chuyên về Phật Tử Trần Quốc Chiến cùng toàn thể gia đình phụng về kỳ siêu xã Tăng lên Phật Tử Nguyễn Thị Bôn Pháp Danh Quảng Hiền sinh ngày 7 tháng 1 1926 tại Việt tại Văn Thiệp Việt Nam mất ngày 7 tháng 3 2014 tại Vancouver BC gia nạn đời hưởng thọ 88 tuổi. Đồng kỳ siêu tất cả chư tiên linh hương linh kỳ con nhập tự tùng tự kỳ tự tài hoa nghiêm tự chư tiên linh hương linh thân bằng nguyên thuộc ông bà cha mẹ cô hiền thất tội chúng con đã va vàng
Người mong ôi thần lực tam bảo thì từ do hộ đặng đặng chương linh nghiệp chương tiêu trừ vạn sanh tây phương tịnh độ cùng kỳ nguyện khóc bất giới chung sanh một thời đồng chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Thiên nhân chi đạo sư tự sanh chi từ phù ứ nhật niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương nhược tan thang ức kịp mạc năng tầng năng là sợ là tan không tịch cảm ưng đạo dạo năng tư nghị ngã tự đạo trạng như đa châu thập phượng chư Phật ảnh hiền trung ngà thân ảnh hiện chư Phật tiền đạo diễn tiếp tục quy mạng là nhật tâm đẳng là nam mô tăng thập phương ư không biện pháp dài vi trần sang đồ trung tâm thành nhật thiệt chư Phật. Đảnh đại nam mô tam thập phương như không biện pháp dài vi trần sanh đồ trung tâm thành nhật thiệt tôn Phật. Nhật tâm đảnh đại nam mô tam thập phương như không biện pháp dài vi trần sanh đồ trung tâm thành nhật thiết hiện thành tăng. Yeah.
đắc na đa sấm vần đa xá lợi và xá và sấm vần đa xà giao lô lô ma ra lô ấy đề tà đa tà đa tất đề tập đề tô đô 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 mô đề ya mô đề ya mô đa ya đi đề đi ya na đa tân đi 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 sanh đi na ba ya ma na ta ma tất đa ya Thank you.
Bồ Tát Ca Mâu Ni Phật.